hạnh nhân, bà con ta biết hạt hạnh nhân hết rồi phải không bà con? Hạt hạnh nhân nó tốt vô cùng cho sức khỏe của người ăn, chứ không phải không. Nhưng mà riêng có một số người thế này thì vui lòng đừng ăn hạnh nhân, hạt hạnh nhân bà con nha. Đó là những người béo phì, tăng cân, bà bầu, trẻ em từ 7 tuổi trở xuống. Đó. Là người cao tuổi, 65 tuổi trở lên, dị ứng, bị nghẹt, do bệnh, không ăn, là người có sỏi thận, tiêu hóa kém, ăn kiêng, rối loạn tim mạch, hệ thần kinh. Đó, cho nên vui lòng đừng ăn hạt hạnh nhân. Ăn hạt hạnh nhân vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Cho nên những người như vậy là vui lòng đừng ăn. Là người béo phì, tăng cân, bà bầu, trẻ em 7 tuổi trở xuống, dị ứng, bị nghẹn, đang bệnh, cao tuổi 65 tuổi trở lên, không ăn, sỏi thận, tiêu hóa kém, ăn kiêng, rối loạn tim mạch, hệ thần kinh. Còn ngoài ra là nó tốt vô cùng. Là những người có bệnh phổi là cũng không ăn được hạt hạnh nhân bà con nha. Ngoài ra nó tốt vô cùng cho giá trị dinh dưỡng, bởi vì nó có chất C, vitamin E, B, canxi, protein, omega, chất béo, magie, mangan, chống oxy hóa, sức khỏe tốt, tim mạch, tiểu đường, mắc ung thư và viêm nhiễm. Nhưng mà không phải ăn bao nhiêu cũng được. Chúng ta ăn nó tốt, nhưng mà ăn không quá 6 hạt một ngày. Một ngày ăn không quá 6 hạt mà chúng ta ăn liền 6 ngày thì phải nghỉ một ngày. Thì như vậy nó tốt nha bà con. Sức khỏe tốt là bà con sử dụng như thế. Mỗi ngày nha bà con. Cảm ơn bà con, chúc bà con ta vui, trẻ khỏe đẹp. Nào nào, xin chào.